cha tôi về đời xa xưa lộng gió bên khóm hoa cà rượt đuổi bướm tung tăng diều căng dây mái đình. BMB nó nay đang được các bác ủng hộ rất là nhiều mọi người, rất là mạnh. Cảm ơn toàn thể các bác nhé. Đây là BMB 3012 mọi người. Đấy, đang test cho một anh khách. Xưa trong mùa mưa, đêm ánh lửa hồng, mẹ thức nấu ngô khoai ngoài sân. Đấy, mời anh cùng với mọi người là nghe chất âm của nó luôn nhá. Đấy, rồi lát nữa sẽ đóng hàng gửi đi xong, còn bây giờ là cứ test lại cho anh và mọi người cùng nghe kỹ luôn. Ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng của bóng chày thắm đường. Đấy, cái này là đang tiện có bộ dàn 4 thiết bị có cả nâng tiếng kìa, test luôn và vang cơ đấy mọi người nhé, vang cơ đây, con đẩy 951 cây. Đấy, test trước khi về với quê hương Nam Định rồi. Đấy, đây, mở nhòi đây. Đây này. Đấy, anh khách này thì phải nói là cũng khá là kỹ tính, cho nên là em phải chọn đôi 3012 là đẹp nhất mọi người. Đấy, về được thì chỉ có 2-3 đôi, rất là ít. Và anh khách kỹ tính nữa cho nên là phải chọn đôi đẹp nhất. Thử đi, đây, mời anh cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhé. Đấy, mời anh và mọi người cùng xem luôn. Đấy, em mà đã chọn thì chỉ có đẹp thôi. Đây, để càng long lanh luôn, không lấy một vết xước gì nhá. Cho đến những con loa này, như thế này thì mọi người bảo nó là lò mới hay lò bãi. Đây, như thế này mà mọi người bảo là lò mới hay lò bãi. Đấy, đấy, như này mà anh còn không chim mừng nữa. Đấy, mọi người, đấy, đây thì ai bảo nó là lò bãi rồi mọi người. Nó còn chẳng có vết xước luôn ấy. Đấy, 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 đúng ý của bác nha. Đấy, đấy, và còn khoảng 2-3 đôi đẹp nữa, nên là mọi người mà có nhu cầu thì vẫn có thể có được những cái đôi đẹp như này. Đấy, còn đôi này là đôi đẹp nhất sẽ gửi đi trước về với quê hương Nam Định thân yêu. Từng góc cạnh này quay kỹ cho anh xem luôn này. Đấy, quá mới luôn. Những con ốc của nó này, mọi người xem, nó mới. Đây này, ốc mới lắm mọi người. Đấy, những con như này thì đáng chơi này, vì giá của bọn này nó không phải là rẻ, 17.500 một đôi, cho nên là chất lượng của nó phải rất là đảm bảo nhá, trước khi đến tay của các bác. Cho nên là phải chọn những cái đôi cực kỳ là đẹp, không thể chọn tào lao được. Đây này, cho nhìn những cái gân của nó này, mọi người thấy không? Con này thì đương nhiên là em sẽ cam kết là xin đẹp nguyên bản cho mọi người, và không xin không xịn thì đền 100 lần tiền thế cho nó vuông nhá. Ờ, cái con kiến này phiên bản này là phiên bản 3012 do bát chép là của BMW sản xuất luôn mọi người nhá. Ở trên logo nó sẽ khác so với hai cái dòng kia, bên này có 3 mã cơ. Một dòng là 3012 này, 2012 này và 212. Đây là dòng 3012, dòng này nó sẽ có chữ BMW Professional viền trắng. Đấy, mọi người nhá. Và logo thì đặt chính giữa. Đây nẹp sóng này. Bên dưới nó ở cái dòng 2012. À, đây mọi người. Đây. Đây là dòng 2012 này. Nó không có viền trắng này đâu. Logo chỉ có chữ BMW thôi. Đấy, như con 212 cũng vậy. Đó. Con này là 3012 nhá. Ba dòng này thì là giá ngang nhau, 17.500 bao ship. Đấy, còn chất âm với chất lượng của nó thì chắc là không phải khen nữa, vì quá là khen quá là nhiều. Đấy, bây giờ cứ test thôi. Đây, test tiếp, test từng quả một nhá. Mọi người chép nó tươi không này, nhờ cái thằng này, nhờ cái ông này chép nó mới tươi và nó tí tách đánh mất. Rồi, B
bên này nha. Dư hương vang lên tiếng thương trăm chiều, tình yêu đánh mất chồng này cực kỳ em luôn. Em sẽ bật cả hai quả đây này. Em sẽ thử nhả cái nâng tiếng nha mọi người nha. Nhả này, nhả khác ngay. Con nâng tiếng này nó là cái hiệu quả nó đem lại rất là đáng kể đấy. Nghe này. Đấy mọi người thấy không? Khác không? Khác ngay mà. Cho nên là nếu mà mọi người chơi được nâng tiếng thì cứ nên chơi thôi, vì nó cải thiện rất là đáng kể, mà nó cũng không đắt lắm đâu. Bản cao cấp lắm nó khoảng hơn 2 triệu một tí một con. Nhưng con này nếu mà mới của nó là 2,2 triệu. Đấy, là có cổng quang, có bluetooth. Bản rẻ hơn không cổng quang, không bluetooth thì nó sẽ là 1,8 triệu, là con 800, con này là 900. Đấy, tranh nhau không nhiều nhưng mà chất âm khi mà có nó vào thì khác hẳn đấy mọi người ạ. Mọi người nghe. Đấy, thôi bây giờ test một ngắn thôi. Rồi, đóng hàng nó sớm gửi đi mọi người. Hôm qua là bên vận chuyển gọi không nhận. 6 giờ, hơn 6 giờ là hết đóng cửa. Thôi, chắc là hơn mọi người nhé. Đóng hàng gửi đi rồi. Đấy, trước khi đến tay khách hàng là những vị khách nào mà khó tính ấy, họ yêu cầu quay video là phải quay hết, quay chi tiết từng góc cạnh, thậm chí cả phải quay cả ruột gan bên trong luôn. Cái đồ này thì ruột gan là quay rất là kỹ ở cái clip trước rồi. Đấy, và không gì không xin thì đền 100 lần tiền, cho nên là không phải lo về cái vấn đề mọi người nhé. Đấy, giá 17,500. Rồi bây giờ sẽ là cái phần này. Em quay cái ruột gan bên trong nhá, để cho bác khách kiểm tra rất là kỹ luôn, từng chi tiết. Mời bác khách cùng mời với mọi người kiểm tra đồ này luôn. 3012 nhá. Đây, trước tiên là bác khách này, khi mà trước khi nhận hàng nha, sau khi về bác mở, nếu mà bác mở ra bác, đấy, thì bác nhìn cái tên này, K1PKD. Đấy. Đấy, mọi người và bác nhìn kỹ nhá, từng cái chi tiết của con này chuẩn xịn nha mọi người. Bát này là hai chép, này là chép của B&B sản xuất luôn, 45W 8 ohm. Một cục chép này rất là nặng, nó sử dụng cái họng đã hiểu hai cái ở đây này mọi người này, ở hai cái bên này nó có hai cái miếng dán gì dính như băng dính, chẳng biết để làm gì. Hỏng nhựa đấy. Đấy. Từ của nó quá khủng rồi, con chép mà nhìn rất là gấu hay còn này, phải nói là con này quá đẹp luôn bác khách. Chọn cho bác cái đồ này là bác về là quá là chim mừng luôn đấy. Đây con bát này K2PKG nha bác khách nha. Đấy, bác khách này thì ở Nam Định mọi người. Đấy, cũng gần quê với em. Đấy, cho nên là đồng hương thì chọn cái đồ đẹp nhất. Đấy. Đấy, em sẽ cam kết gì đẹp nguyên bản cho bác ấy, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Đấy, mọi người thấy nó mới không? Đấy. Đấy. Em sẽ soi cái chi tiết côn. Này mọi người nhìn cái chất keo này. Đấy, bác khách nha, mời mọi người cùng bác soi luôn cái cổ keo của nó nha. Đấy, cái chất keo của hàng bãi nó kiểu nó nâu nâu này này. Đấy. Cho đến những cái đường keo ở cái râu này này, là cái đường keo xanh xanh này. Đấy, đây là chưa mở ra thì nó mới được như này nhá, nó liền mạch như này. Mọi người thấy không, mọi người nhìn cái râu của nó này. Đấy. Đấy, những cái chi tiết này là những cái chi tiết rất là khó để tối cãi được. Gì đẹp nguyên bản đấy, đây này. Đấy. Rồi, đấy. Nhận một vòng chanh. Đấy, nếu mà bác về bác muốn mở ra bác xem thì tùy bác. Còn đôi này là bác cũng cọc cho em 2 triệu rồi. Đấy. Tất cả là ok hết mọi người ạ. Họ đổ keo hết này, cho nên là chắc lắm, nó không mình có hiện tượng là lòng với lỏng chân đâu. Chắc lắm. Chạy vô đâu cuộn cả nó làm to thế mọi người. Cái dây này của nó phải 2 ly ấy. Đấy, và bên trong này, cái đôi này là em tuyển cho bác, quá ngon, quá đẹp luôn, quá mới luôn. Hàng bãi mà đẹp quá. Cọc cắm này. Đó. Đây là có cái chi
treo này, thùng bán ép được mọi người này, chôn dẹp đấy. Từ góc cạnh của nó rất là sắc nét nha. Đấy, và đẹp thì khoảng 2-3 đôi. Mọi người cứ nhanh tay liên hệ nha, 17.500.000 một đôi, bảo ship. Rồi, xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những clip lần sau. Mọi người có nhu cầu ủng hộ em, liên hệ nhé, Zalo em 0333 577 331.